Ngon không con? Con sắn bên đây nè, bên đây nè, bên đây. Trời ơi, ăn cơm vô, múc cơm vô. Múc cơm vô nè. Hello mọi người, ngày hôm nay em ăn rau muống xào tỏi. Cái này là rau muống luộc chấm chao. Còn cái này là nước luộc rau. Rồi Hanh gì đói quá, Hanh gì ngồi ăn trước rồi mọi người ơi. Đây đây mẹ múc cho, mẹ múc cho, múc vô chén nha. Múc chén. Trời ơi con quậy bấy bá cái chén hết rồi. Cái này là trứng trứng gà. Ê để mẹ dầm cho. Trứng gà. Khoan, để mẹ dầm. Trứng gà chiên với thịt bằm đó mọi người. Từ từ. Ôi. Rồi múc đi. Múc ăn đi. Ý ý, lụm bỏ vô, lụm bỏ ở đây. Lụm nó bỏ ở đây. Lụm một cơm bỏ ở đây. Ờ bỏ ở đây nè, không có vũ lùm lum nha con. Rồi con múc cơm ăn đi. Rồi bên đây nè, được rồi, nè, nè, trong đây nè. Nè, con làm rớt tùm lum rồi nè, đó, ôm đi, đúng rồi. Giỏi quá. Cô chú ơi. Hành nghề ăn giỏi lắm cô chú ơi. Ăn nhiễu nhão cơm gạo tùm lum hết, tội lỗi quá con ơi. Mẹ chỉ cho, con cầm cái muỗng. Đây, cầm cái muỗng như vậy nè, mẹ chỉ cho. Cầm muỗng, đó, rồi. À, múc ôm đi. Cái nào? Đi, con ăn trứng đi nè. Đó, rồi, múc đi, múc đi, ôm. Bây giờ thì em nhường cho em ăn trước. Em ngồi em sẽ ăn rau. Rau muống luộc chấm chao đó các bạn ơi. Đó, bữa ăn đơn sơ của hai mẹ con em. Còn rau này rau xào. Chút là em mà ăn cái phần mà rau rau luộc này hết đó, thì em sẽ nhường cái dĩa rau xào cho ông xã em. Em mê rau xào rau xào nhưng mà khoái chao hơn. Ngon quá. Cái phần chao này á, cái phần chao này á là em múc chao ra xong em bỏ ớt bằm vô các bạn, ớt bằm. Còn cái phần này á là sa tế nè mọi người, sa tế rồi á, sa tế. Sa tế em bỏ một muỗng đường vào, một muỗng đường với một một nửa miếng chanh em dắt vô. Đó. Ăn cực kỳ ngon luôn, chua chua ngọt ngọt mặn mặn, ngọt ngon. Múc cơm vô ngon không? Đó, chú phi đi làm về. Ngồi ngay ngắn lại. Không chịu rồi, không chịu nè. Rồi, con mâm đi. Cho đụng. Chú Phi đụng hả con? Rồi, chú Phi vô phòng rồi. Vô phòng rồi. Mâm đi. Múc mâm đi. Chú biết không? Hèn gì rất thích ăn trứng. Cho nên khi em mới làm xong, anh đi từ phòng chạy ra là cầm cái muỗng múc trứng ăn liền. Em chưa kịp múc cơm nữa là em mới ăn trứng. Ăn trứng. Em nấu đồ ăn xong em quên nấu trứng. Ủa, quên nấu cơm. Quên nấu cơm cho nên bây giờ ngồi ăn rau luộc không. Chút ăn cơm vô xong hay cho hai cái nó trộn chậm.
múc trứng vô đi, ăn đi. Múc trứng. Ừ. Ngon không? Ngon không em gì? Sao cơm à? Đi đó. À, múc đi. Úc, úc. Trứng. Trứng. Ừ. Ê, ê trứng. Trứng chiên. Trứng chiên. Thịt bằm. Trứng ớt. Ừ. Đây mẹ múc nè, nè mẹ chỉ cho. Nè múc nè. Rồi, ôm vô. Trứng chiên thịt bằm. Ngon quá. Quá ngon. Hết sảy hả con ha? Ừ. Đó. Múc cơm vô nữa con. Ăn trứng không vậy? Ăn trứng. Ừ, ăn trứng. Trứng chiên. Trứng chiên. Đúng rồi, thịt bằm. Trứng ớt. Mời cô chú. À, chú. Ừ. Ăn cơm. Nào, rồi đắt con múc đi. Múc trứng vô. Múc trứng. Rồi đó, ầm vô. Giỏi quá. Quá ngon các bạn ơi. Bữa cơm đơn giản mà ngon. Em mong ngọt mong mồi. Ừ, giờ ăn miếng rau muống xào. Rau muống này các bạn biết không? Cái này là xinh của anh. Anh Ê, ê chứ. Ừ, xinh hả? Ừ, chứ. Xinh quá không? Rồi, chứ. Xinh. Rồi, đó. Ngon không? Rau muống. Xin của ông anh. Rồi, múc cơm vô. Cơm vô. Rồi, ầm. Giỏi quá. Giỏi quá, ăn gỗ tháo tùm lum hết chân. Để khác vô. Múc cơm vô. Cái rau muống xào ngon các bạn. Nó thấm nó vừa ăn. Cá. Cho con miếng nữa ha. Khoan khoan, để mẹ lấy cái lá thôi. Để cái cọng muốn ăn nó dướng. Ê. Không. Ú. Bỏ xuống hả? À, bỏ xuống nè, bỏ xuống. Bỏ trước. Bỏ xuống. Rồi. Bỏ trước. Rồi, bỏ xuống. Mâm đi. Giỏi quá. Có cọng. Đó. Bỏ xuống. Cô, con mời. Nói đi. Con mời cô. Ê, ê. Hả? Bố mẹ anh hả? Con chấm không? Mẹ mày lấy cho con một lá rau muống mẹ mày chấm nha. Đây. Rồi, đưa muỗng này. Cái muỗng nè, cái muỗng nè. Đó, đó. Ngon chưa? Hả? Ngon chưa? Ngon quá. Dướng à. Đó, dướng. Ta ta. Nè, hấp hấp nước, nước miếng. Đó.
Nước này nước chua chua ngọt ngọt ha con ha. Đó. Ngon quá. Rồi, ăn nữa đi. Cơm nữa đi. Đây đây đây. Hành đi vô phòng mọi người. Bây giờ phần còn cơm còn lại của em sẽ ăn hết cho em luôn để bỏ uổng. Trứng này em chiên nó có thịt bằm á mọi người đó. Nhiều khi đó sống với nước Mỹ á bộn bề lo toan chỉ cần cái bữa cơm như vậy thôi mọi người ơi, đơn giản thôi mà thấy vui, thấy không có vợ có chồng rồi hả, mọi thứ suôn sẻ với cuộc sống mình làm thấy ổn rồi. Chạy sắp bình sữa đem đi trả cho ba của em ấy ngồi ngoài sân á. kêu ba. Mọi người thấy nè, em ngồi đây ảnh đâu có đưa đâu, đi thẳng rồi đưa cho ba. Rồi nó cho nhỏ xách bình sữa ra ngoài luôn. Không có, ảnh đi ngang em luôn á. Nè. Ảnh đi luôn, ảnh đi tan ra ngoài luôn á. Anh muốn đưa cho anh mà. Rồi bây giờ em sẽ hấp một miếng nước ruột rau. Nước ruột rau em có bỏ chanh với một ít hành lá vô nữa. Lúc đầu em không biết cái món này đâu. Em luộc rau không đổ bỏ không à. Cái lúc mà lên Sài Gòn ở mọi người, cái anh đó, cái chị đó, chị luộc rau cái chị làm canh vậy á. Cái mình nhìn mình thấy ô cũng hay, mà ăn cái nước canh nó cũng ngon lắm. Từ đó chứ sao phát hiện ra được thêm một món canh nữa. Đạm bạc chân giả, vừa có phần rau luộc vừa có phần canh luôn, làm cho bữa cơm mình nó dễ ăn hơn. Xong rồi. Thôi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của hai bà con em ngày hôm nay nha. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Nhớ được...